Diện tích văn phòng đã tăng lên 20,2%. Diện tích cho thuê hiện ở mức 8 triệu square feet, tăng 419.000 square feet so với quý 1 năm nay. Có 229 building trong GTA hiện cung cấp không gian rộng hơn 50.000 square feet, tăng so với quý 1. Việc xây dựng diện tích văn phòng đang diễn ra ở mức 3,2 triệu square feet. Tỷ lệ diện tích văn phòng trống cũng đã tăng 14% vào cuối quý 2 năm nay. Sự gia tăng này không đồng đều trên khắp GTA, trong khi Midtown, Toronto East và Toronto North có tỷ lệ trống giảm, thì Downtown và Toronto West lại gia tăng. Giá thuê trung bình GTA đã tăng lên 27,3 đô la cho mỗi square foot vào cuối quý 2. Tuy nhiên, mức tăng này chủ yếu ở các building hạng sang trọng có nhu cầu cao ở trung tâm thành phố, nơi giá tăng vọt lên 52,6 đô la cho mỗi square foot. Nguồn cung tăng, diện tích văn phòng trống tăng, thị trường hiện nay thuận lợi cho người đi thuê. Nhu cầu về văn phòng cao cấp vẫn mạnh, đẩy giá thuê ở vị trí đắc địa tăng cao hơn. Khi quý khách có nhu cầu mua bán nhà condo, vui lòng liên lạc trực tiếp với Quang Lâm theo số điện thoại 416 804 5111.